Vẽ ra chưa đấy. Đó. Rồi, vậy đỏ hết. Đây, đang sàng ở đây. Bật xem nào. Đấy, đỏ lò mà. Sáng luôn. Sáng quá. Xe của Trọng khó đi phết đấy. Bỏ cái kia ra đã. Nơi đón mua mò ở tận đâu? Nơi đón mò ở tận đâu? Tận Khao Pai à? Mò mang cái gì? Hoa quả. Hoa quả. Mình 1m7 mà vẫn còn chống cái xe còn trọng khoan thua. để tạm đây đi nhỉ. Chắc không vướng ai đâu. Vậy nhặt ra. Trong này còn có đồ đấy. Cầm cả cái nắp dựng lên. Đấy. Mơ ơi. Có cái gì trong? Em mò xinh đẹp ơi. Ôi dồi ôi, vừa chảy máu cam một loạt. Đây, đỏ hết áo rồi. Trời nắng quá. Lo. Đó vâng, hai con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và con tuổi trẻ tất cả mọi người. Nè, Kiện. Đã cùng quay trở lại với nội dung tiếp theo của anh Hiền nhé. Nè, ngay này. Nhìn đấy. Mò ơi. Hú mò là. Là ba co, ba tí lâu. Bạn là khổng hồ. Em bê cái này nhá, để mò mang cái đèn vào đi. Vâng. Tôi bán gạch khổng hồ. À. Con gạch lớn nào? Vừa mới đến à? Có tính. Anh Vân đón à? Phải không? Sao anh đi muộn thế? Anh lên tận đây được 2 tiếng rồi em vẫn chưa về đến nhà là thế nào? Về xong lại đi à? Hả? Về xong lại xuống? Về là rất là trội, con đi học. À, xong lại xuống xã tiếp à? Ồ, thế thì vất vả là đúng rồi. Đi vào nhà đi. Con lấy gạo không? Con lấy gạo không để anh mang vào này? Chiều mò thức gấm nhỉ. Xin chào cô bác anh chị và mọi người. Quay trở lại với cháu Hiệp nhá. Hôm nay thì anh em mình mang ánh sáng đến nhà của mò rồi. Ba ở nhà không? Né. Vâng, bò. Nó mò chị tấu. Nó ở là mường gai chị mua. Chị mường gai. Chị mường gai chị mua nhỉ. Này, cà mua hát từ cà. Cọt cho con.
Nhà tối thế. Ơi. Chiều thế thôi nhà, có điện đâu mà sáng. Lấy cho anh con dao để anh lắp điện cho. Cho nên đút tảnh không? Po. Tảnh mà tảnh này mà chỉ bông nhỉ? Bông nhỉ vua lò sư. Vân có biết cái này không? Có. Có à? Thế thì anh em mình vào việc luôn. Cái này á? Cái này là 10 triệu. Đây anh gọi mo không được nhỉ? Thế bao? Không được. À, không có điện xà. Ô, lên mà chỉ bảo hải ư. Không có điện xà thì hết pin đúng không? Đây, có ây da. Có nước không? Có nước thì đi đu nước đi. Ơ, có cái mà, Vân nhỉ? Có cái đinh mà nhỉ? Đinh của nó đâu? Ở trong này thật. Em bỏ nó ra. Điều khiển. Còn... có. Đinh. Phải chắn đâu. À, cái này gì? Là chua phùa. Ờ, à, đây, lắp cái này vào. À, mọi người hiện tại cháu Hiệp đang có mặt ở nhà của Mo rồi, cùng với Vân. Hôm nay thì cũng rất là may là nhờ có Vân đón đón Mo nên là mới đến nhanh hơn được. Sáng nay anh gặp ở gần chợ rồi, thấy mua một cái can rồi, không cầm giấy khai sinh nữa. Nó nên mua tàu bút rồi mình thay mua cần tàu là. À. Ủa gì? Mình xì cái giáo đỏ. À. Trong khai sinh. Thì mới đi học được, sáng nay gặp ở dưới rồi. Tuy nhiên thì cũng phải chia sẻ thật là em Mo thì đi bộ 100%. Thế nên là rất là khó, phải nói rất là khó. May là lúc anh em mình chuẩn bị vào đây thì lại thấy Vân đèo rồi. Mình bảo à, may quá. Mà bảo quái lạ, bà này sáng nay thấy đi rồi mà bây giờ tận 1 giờ chưa thấy đến nhà. Hóa ra là về rồi xong lại đi. Bởi vì chắc là thiếu giấy tờ gì đấy rồi. Đấy là một bài học cho mình là cứ để ở đâu đấy tạm đã. Để anh làm việc xong rồi anh uống nước, anh nói chuyện với em sau nhá. Đây hôm nay cháu Hiệp không biết là bị nào, nắng quá nên là chảy máu cam liên tục. Mọi người nhìn này, đỏ hết chỗ này này. Chả biết là bị bệnh gì đó. Chắc là do nóng quá thôi. Cái này thôi. Là treo thôi. Treo thôi. Treo ở đây. Treo trong nhà thôi. Pin thì... bây giờ làm nào để cho cái pin này lên trên nóc nhà được nhỉ? Có cái than thì chắc không. Ôi chào ua, mò. Mới treo lên. Không biết. Không biết. Nhưng mà biết rồi, nhưng mà treo làm sao để làm lên nóc nhà ấy? Vân Hồ hỏi xem nào. Làm sao để cái tấm pin này phải ở trên mặt trời. À, ở trên nóc nhà thì nó có mặt trời ấy thì nó mới sáng được. Cháu Hiệp thì mua cái đèn này là với giá là 900.000 Mo nhé. Cái này là 900.000 anh mua ở nhà Tân Dịu. Thì chị Ngân có gửi cho em 1.500.000 nhé. 1.500.000 thì trong đó là 1.000.000 là để mua cái đèn năng lượng. Tuy nhiên anh mua hết 900 thôi. Còn chưa có tí pin nào. Bây giờ phải đi đặt ra ngoài nắng đã. Này, Mo ơi. Mo. Em mang cái này ra đặt ngoài nắng một lúc đi. Để nó có pin tí nữa. À, từ từ. Lắp cả cái này, từ từ. Xong rồi. Để cho nó sạc luôn. Có pin là nó sạc luôn. Xong tí nữa có pin thì mình sẽ lắp xong. Ừ. Đi nè. Nè. Đây, đang sạc ở đây. Bật xem nào. Đấy, đỏ lò mà. Sáng luôn. Sáng quá. Rồi rồi bỏ. Ô. Đấy, có trò không? Ít chả. Không, lật cái mặt đen kia lên.
Mua sát lớn, giấy sát lớn tôi sợ. Ờ, ôi để bà lại đặt cái mặt trắng lên đi bao giờ. Bao giờ cho nó sáng. Nhớ gì không, bà? Ồ. Ờ. 70. Ờ. 74 năm rồi mới bắt đầu thấy ánh đèn điện. Mọi người có tin không, nói thật đấy, là bà sẽ sở hữu ánh đèn điện sau 74 tuổi. Kiếp người thì rất là ngắn mà cũng rất là dài. Nhưng mà cho đến hôm nay bà mới chính thức sở hữu một cái đèn điện như thế này. Đó. Còn ngày trước thì chỉ có đi sạc ké và đấy nhà người ta mới thấy bóng điện nó như thế nào thôi. Đấy. Thì tạm thời mình cứ để đây đã nhờ. Mà thôi, anh nghĩ lắp luôn cho nó xong đi. Vâng. Xem nào. Bây giờ hỏi bà. Vâng, hỏi bà xem là để ở chỗ nào. Đèn thì mình treo ở dưới rồi. Bây giờ mình làm sao để cái pin nó lên được trên nóc nhà kia kìa. Luồn qua đây được không? Vâng, hỏi xem luồn qua đây được không? Sao lại trả số tiền một tá tao nhỉ? Tại. Mà nhớ mua, nhớ mất lại cho nó cái mất cho sao số trẻ nên là tao chán tao rồi. Quan trọng là cái dây nó không dài lắm đâu, để trên mái là được. Tua mà cái dây không đủ, Vân bảo bà ấy. Có số hát giỏi vậy nó nạ. Tròn. Không, anh nghĩ là để trên này này, chỗ nào hở thì mình nhét cái viên pin ra xong mình buộc vào thôi mà. Vân ạ. Mua xua mấy gì đó, bà. Vâng ơi, em xem cái khe nào. Em lên xem cái khe nào luồn cái viên pin ra được, em luồn hộ anh phát. Anh hơn 70 cân sợ lên tí sập luôn cái trên này đi thì hỏng hết. Có một cá trò lò. Cái chỗ hở hở cái anh nghĩ là nhét viên pin qua được xong mình buộc vào cái thanh kia. À. Để em lên. Chắc chắn. Nhưng mà nó tốt là tao giờ mua tao cho cái giá thầy tao là sửa tao cho một chữ chữ. Ờ, giờ giống mất lại cho ly của do mà sao. Nè, tu. Ờ. Nè. Chỉ cần nhét của viên pin qua là được là được. Hiểu không? Vâng. Em sẽ hát. Sao giờ cho ấy. Vừa không? Nhấc nhấc lên một tí xem nào, em nhấc nhấc lên một tí được. Từ từ mù to vào, không thì ai đi qua đằng sau xong nhét cái dây này qua đây là được vâng ạ. Nhưng mà ai dám trèo? Không được đâu. Xem hố bên kia xem nào. Vừa không? Đây. Ừ. Ô, đây còn nhỏ hơn. Nhỏ hơn à? Thế thì bây giờ ai trèo lên mái? Bây giờ bảo mo xem nào. Trèo lên mái xong mình luồn cái dây qua cái này xuống. Vâng. Tại một có cá nhân sao chết. Này này, có cá hao đi mua này. Mua lò tu. Em bảo là trèo lấy cái này đặt lên xong buộc cái dây này vào một cái gì đấy xong là luồn cái dây điện ra đây. Em đi hướng dẫn đi. Em nói em không hiểu đâu. Hiểu không? Lấy cái dây đi buộc vào đàng hoàng nhé. À, xin chia sẻ với quý khán giả và cô chú anh chị đó là món quà là của cô là của chị Ngân. Chị Ngân có gửi cho cháu Hiệp là chị có gửi cho cháu Hiệp là 2 triệu đồng. Thì trong đó là 1 triệu rưỡi là dành cho gia đình của Mo này để lắp một cái đèn năng lượng hết 900 này. Bỏ lô nó sợ sập không ư? Bỏ lô cố rồi. Anh chỉ sợ sập thôi. Không thì hay là đàn đã luồn qua cái này được không? Được. Đào vào trong cái luồn qua cái lỗ này. Vâng, qua cái lỗ này. Vừa không? Cho trẻ con đi thôi, người lớn đi sập đấy. Vâng. Cho đi để hào là. Ôi chà. Để bút tuổi nhiều xưa. Nên tóm lại là hộ anh luồn cái này xuống nhá. Đã vừa chia sẻ với mọi người dở đó là cái này là 900 nghìn này thì còn dư 600. Thì chị có dặn là mua gạo, mua thịt, mua đồ đạc lên cho gia đình.
Thì hôm nay anh em mình cũng đã mua rồi, chung nữa sẽ cụ thể với mọi người sẽ là gồm những cái gì. Đâu, lo chưa tóc? Đấy, bà vui lắm nhỉ, mùa tảnh mà vui lắm nha. Mùa tảnh bỏ kê. Mùa tảnh bỏ kê là lơ. Giúp bà chú một tí. Con chị sao chị? Con chị hả nằm hả? Con chị sơ lắm. Chị ơi, nhẹ nhẹ thôi. Còn cho cái này vào lửa nữa. Khét ơi là khét. Ồ, giờ nó đông 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 giống chán đâu ấy, giờ nó cho cái bộ tôn này. Ừ, giờ cho cái bộ tôn này. Có mà tôn này có gì đó. Mà sao mà chế luôn nào cho cô chị? Chế luôn nào cho cô chị? Có tàu à? Có mà cho này cho cái vụ này. Có mà cho mẫn chưa? Ồ. Mỗi giờ khóc lá thua cho cô chị cơ. Nó cái mút, nó khí cho hắn ra chỗ hết rồi, hết rồi giá. Mê mê tao hả? Mê mê chứ. Ra chỗ này giá này luôn. Đẩy đi cho tao. Ồ, đã có mấy sơ sơ lao á? Sơ sơ lao này coi. Sơ này con. Máu. Liệt chế mà. Tại có mấy bỏ khóc lá đấy. Khi tôi phải sốt lao cả. Nếu khi tôi phải sốt lao lại, mà có mà má. Bé y mà hay lấy xếp cho mà hay trọc trà. Nó vô ăn tế hạt rửa. Hả? Vô tỏ con tế rồi hay là. Nếu khi con trai ra chú. Nếu ra chú thì buộc một tí để mà nó không rơi là được thôi mà nó chạy. Cảm ơn cho lùi rồi. Đã có muốn muốn tông này á, ở bên đó bên tôi bèn tông lắm nhỉ. Ôi dồi, cứ khá thử. Đã có hả mà. Có sao thế mua thấy cá cửa do số số nó cái lỗ hỗ trợ mà hỗ trợ mà nó cái con giả 74 tuổi rồi đến hôm nay khi là cô ta mà tốt hơn là có hả mà đã có nha riêng mình đó là một cha trái có hám mua tại kỳ sang rồi cha tôi tí tôi nó cái cha cho hết chẳng nhưng mà cho than là có hả có cho đã ô tôi có còn ạ có muốn là có muốn là cha tôi sao cứ dạ. À, chưa gió. Có muốn ăn dây tia tôi sao không? Dạ. À, cho này có phải không? Nó cái mốc khi cho nó. Chỗ chân là được, luồn cái dây xuống là được rồi mà. Vâng. Nếu khi cho này có cô ta hả? Em bảo nó luồn cái dây xuống là được rồi. Cho cái chú chim ăn thôi. Cho mua nè. Đã cá phải con này, cá phải con ly sẽ cho số yêu mà hơn hết rồi. Dạ nè. Ừ. Không, trước mặt kia kìa. Chứ chẳng ta có cô ta nè, cá cứ ta có cô ta nè. Có chả sơ sơ sẽ là yêu mà. Cá. Hay là cá cứ có cô ta nè. Cá cứ nhìn nhau kìa ta có nè. Chứ chẳng ta có cô ta cứ có trâu nè. Có sao nè, có cá ta có bé nè. Cá lâu nè. Có chế tè số mà. Hay có chết tè số hút cá thế hả? Cái chuyện cầu nè. Hát to. Hát to. Thế là không hợp. Anh cho lên lìa lại. Chỗ này đi sao này? Có thể là. Cái này thay cho chi mà cháu được 3 kg. Có tí. Cháu mà cái gớt. Mở. Có chết sức sức hả? Chết chết hả? Ôi dồi. Oh my god. Hay đấy. Có sự sẽ yêu cho số chăm mộ chăm mộ tại tên lê hoa cơ thể. Chị yêu cháu đẹp hoa. Có đi chị ta đẹp bằng này. Chị lâu 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 con mà mút cho sông hoa. Rồi, bây giờ buộc vào cái chỗ chân em ấy, lấy cái dây đâu, vần cái dây đâu. Vâng. Bỏ sắp rồi đó. Bỏ sắp rồi. Bác kèm đấy luôn. Rồi, cứ buộc vào đi. Buộc vào chỗ ấy ra thêm. Đó, buộc vào cái tàu mà. Miễn sao để nó không trôi là được.
lọ ta kiến sốt sốt tay mỏng, mút khứ sẵn. Cho kiến á? Có cho đặt tao này, có mua tụt tay các lão khi trong đặt sốt sốt lão lại ra chỗ hết chứ. Nhớ cho lấy coi có mút khi. Nãy nhà kho đã tỏ lý chứ. Khi nào có hay không? Đấy, buộc vào là được rồi em ạ. Miệt lắc cầm chất lại được rồi. À, em tư lộ. À. Miệt lắc nhớ trái nhớ. Nhớ nè. Miệt lắc nhớ. Nó cứ mua lúc cái bán ngắm á. Nhớ, nó cứ nhớ thì nhớ từ bó sau này nấu. Hát rộng này nó cứ ngả tôi cho con. Nhưng cho con ít trả có muốn nhớ bán ngả sau. Nó thắp bó mất này. Dạ, chị cháy rất tốt. Ờ, dạ, bà ta nhìn lên. Hà nhìn thấy nhìn bao mau này, thấy bao chạy. Rất có bao mau nhìn, ngã làm trở nên sao. Ờ. Đúng rồi, đó đó. Khi có khó. Lìa bạc. Được rồi nhá, sáng rồi nhá. Chị anh á. Không phải xin anh, xin chị Ngân thôi. Nhá. Ừ, đi vào nhà đã, để anh lắp cho hoàn thiện đã. Rồi mình nói tiếp nha. Tao được chứ chứ. Dung hú. Bỏ kế lù lù. Đây phải đào vào chỗ này. Đào vào gót rồi. Bây giờ em lên em lắp cho anh. Cái này anh nghĩ là để như này đi. Nhỉ. Như này. Đấy, như này nhá. Vâng. Lên đi, lên đi. Lên xong buộc dây vào. Dây buộc vào. Em lấy một cái bắp ngô để chèn vào cái này để giữ đã. Để anh đỡ mỏi tay. Xong lắp cái dây vào đến là được. Đấy, như này là sáng cả nhà rồi. Nhà. Giữ chưa? Để chỗ nào nhỉ anh? Hả? Ừ. À, đây. Giữ nhá. Tốt ạ. Giữ nhá. Vâng, được rồi. Ơi giời. Lấy cái dây. Ờ đấy, lấy cái dây xuống đi. Dây kia kìa. Đây luôn ở đây rồi. Ây giời. Bà Mo chỉ được cái nhanh tay. Rồi. Ok ok. Không cần dài đâu. Em thu lên đi. Đấy. Tắt rồi à? Tua là từ từ tua. Kéo dây lên xong rồi cuộn vào. Ai khôn thế. Kéo nữa đây, đây. Đây. Đấy. Buộc hẳn vào đấy, đúng không? Ok. Ồ. Ôi mà giờ cho nên nó mỏ mà. Bỏng cay lắm. Vui quá mọi người ạ. Không đơn giản chỉ là cái ánh sáng mà nó còn là một cái câu chuyện ở đằng sau nữa. Có lẽ người vui nhất là bà rồi. Bà là người là được hưởng cũng như là hai mẹ con của Mo nữa. Bây giờ Vân ơi buộc tạm ở đấy treo cái đấy là được rồi. Nhưng mà phải lấy cái gì một cái cây về. Cứ để đấy đã. Như thế là được, không ai động không rơi đâu. Đó. Thì cái này thì mình cứ thế tắt thôi. Đấy. Mo, lo. Ti lo hai. Tua lưu từ. Khi lưu từ. Cái này nhá. Cái bên dưới cái đỏ là cái mở này. Có xua này. Đó. Thấy chưa? Tắt là cái này. Cho nên tua này. Cho nên khi này. Thấy chưa? Đúng. Ừ. Tua này. Một cái tua mở, này. Một cái nút tắt. Nè, có ổ có. Tua hả tư? Đó. Đấy, khí lò này. Đây, mình mời cho nó to.
Đây mình giảm nó này, mình tăng nó này. Không biết đâu. Những cái dưới này không cần biết đâu nhá, cái này nó là hẹn giờ các thứ thôi. Wow. Đấy, thì mình sẽ tắt bật theo cái điều khiển này nhá, giữ cái này nhá. Chỉ có bông bông mà chỉ khi tàu kia nè. Cái này nó tự động mà. Tự động sáng ngày nó bật tối nó ấy đúng không? Vâng. Thì mình cài đây. Đúng, nó khác sáng còn. Ừ. Thì mình phải cài thì nó mới lên chứ. Vâng, phải cài. Mình cài ban ngày thì nó tắt, ban đêm nó tự mở. Vâng. Ừ. Thế này nếu mà cái bóng không hỏng, pin không hỏng thì sẽ dùng vĩnh viễn, không bao giờ cháy, không bao giờ lo vấn đề gì cả. Và sẽ không bao giờ mất tiền. Có mặt trời là có, chỉ cần trời sáng là có điện rồi. Thế bây giờ mọi người nhìn thấy không gian trong nhà đã sáng hơn rất là nhiều và chúng cháu nói chuyện đã sáng hơn rất là nhiều rồi. Đấy. Thế là xong nhá. Nào, ngồi đây, mo lấy ghế về đây ngồi. Đó. Mỗi tù nhà lao nhó bé Hồ Chí Minh. Pu y chỏ lò. Mà tu vua ấy luôn đi mà chua chua ít bùa. Chua ít bùa cổng mua tù mỗi tù tù vậy hồ bê ly trà có một chị tên là thì gọi là như nào tên nhẹ lao cũng tù một tù nhẹ lao nữa hu Nguyễn Tố Uyên bu chi bỏ lùa mà lúc này lọ vua chu nè y po cổng trò nè linh tinh đây anh em mình mua nước mắm dầu gội bột canh mì chính. Đó. Để anh tổng kết lại xem mình dư bao nhiêu tiền nhá. Cái này 280 này. 280 cộng 330 thì nó là thành 601. Đúng không? 601 thì là bị dư 10.000 rồi. Dư 10.000 rồi. Thì à đâu? Đúng rồi, dư 10.000. Thì thôi, tính nó dư 10.000 đi. Không sao. À, 2 cân thịt này là hết 240. Nhá. Mo nhá. 240 thì còn 260 nữa. Bởi vì là quỹ tiền thì có Nguyễn Tố Uyên gửi cho 500 là đưa tiền cho bà để mua thức ăn thực phẩm các thứ cho bà. Đấy, thì tổng hôm nay anh chi hết là như vậy thì còn dư 260. Tính ra là nếu mà trừ 10.000 này đi còn 250 thôi, nhưng mà anh cứ tính 260 đi. Đấy. Thì anh sẽ trao tiền cho bà. Vừa đủ 260 thì phải, đúng không? Tính hết rồi. Chuẩn rồi. Nào lo bò. Lo đi. Cho nên mà chỉ vô nhiều con lo, mò lo, chỉ vô lo. Chỉ vô lo. Còn mua cu ý chỏ. Bò này. Chêu thế thôi. À, cho nên mà mua ít ít tù nhà lo, pu chi bùa lo. Mà tu vô o chiên cay mà ta o bùa plau là lo. Mà chua o bùa chầu. Mà pu bò. Có nhẹ du á chì dòng á chì mà dòng. Sao sinh từ nhẹ lâu á, chỉ có mà chứ bó hay đi chá lâu á. Sao sinh từ tốt từ nhẹ lâu á. Đấy. Thì tổng kết lại nhé, Mo nhé. Hôm nay anh chia sẻ với Mo này. Chia sẻ với tất cả khán giả. Hành trình lần này cháu Hiệp quay trở lại thì... Ê, rất thông ơn đâu mà, nhưng mà bố mua khó nhẹ mà. Thể ta là lâu. Thể ta là á. Cô thể ta mà, thể cho con mở mất con mà. Chỉ vô là. Có cô, có chị Nguyễn Tố Uyên gửi 500. Dành cho cụ Mỹ và dành cho cụ Mua 79 tuổi là 900. Thì hôm nay 500 của chị Tô Uyên thì nghe mình mua 2 cân thịt ở đây là hết 240. Cộng với món quà của chị Ngân đó là 1.500.000. Thì mua cái đèn này 900 này, cộng mua cái thùng nước này và dầu ăn, mỡ, mắm, muối, cộng với bao gạo nữa là hết 1.510.000. Đấy, như vậy là anh em mình đã trao tận tay món quà của hai chị tới bà
là tới hai mẹ con Mo. Hôm nay rất là vui thì mẹ Mo lại tiếp tục là đi xin dấu để hoàn tất thủ tục cho con đi học, cũng như đợt trước anh em mình chia sẻ đấy. Thì bà 74 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên mà bà sở hữu một cái đèn năng lượng sáng như thế này. Tri ân công đức của chị Ngân rất nhiều, cảm ơn tình cảm của chị Uyên rất nhiều. Đó. Và đúng ra hôm nọ thì Mo bảo là mua cho Mo một cái thùng về, hết bao nhiêu tiền thì Mo giả, mình cứ trả trước đi. Thì cái tiền này không phải giả nhá, bởi vì là mình cũng lấy trong cái quỹ đấy dư vào đây rồi. Quỹ mua đèn dư đấy là mua cái này rồi. Thì cái này là một con một ẻ đây là mà lâu cháu lúc này mà giọng có bên nông thôn tài xã. Ừ. Lúc đó thấy chỗ mà tôi. Ô bùa chi sư. Ô bùa chi cổng vô ấy đẩy dây co. Và chua ta ô bùa gì. Cho nên chỉ cho ý chảo à. Ý chảo lúc này từ từ mùa. À. Honey mà cho honey này. Mùa mùa ẻ đây là. Chỉ cho lúc này chỉ cho lúc này mùa ẻ. Nên mùa ẻ mà có chỉ lo thơ. Đây. Một thùng thì chắc là đủ 3 ngày 4 ngày. 3 ngày thoải mái. Đây này. Đây, đây là hai cái thiết bị mà dự trữ nước duy nhất của ba bà cháu. Đấy. Do vậy mà anh em mình tính là tiền dư mua luôn cái này để đựng nước. Thì ví dụ một ngày rảnh rỗi điệu thì 4 chuyến là đầy cái này. 4 chuyến đầy thì dùng được 2 3 ngày. Còn rất là nhiều những cái sự thiếu thốn và khó khăn khác. Tuy nhiên thì nói thật với mọi người là cũng không biết thế nào mà san sẻ hết được cả. Cứ dần dần những món quà để gửi đến thôi. Thì cái thịt này thì dặn gia đình nhé. Một phát không hết được 2 cân đâu. 2 cân này có thể ăn một tuần đấy. Thì làm thế nào em dặn hộ anh tí. Nghe là mấy mốt khá sẽ là do mua tủ lạnh mang ra. Cái bút tủ lạnh cho. Nghe là. Cháu nó open nữa. Ở đây mà kia thế ta. Nếu mà có kia xe xe. Kia xe ta thật từ nọ mà. Xe xe đến nọ thôi thì mày. Mà hai. Kia chua mà ta cho nó nọ lại. Thì nhá nên mà cháu mà tủ lạnh hết gì. Bên nó mà tất cháu mà thì cháu mà. Tỉnh mấy mấy hết gì tất cháu mà thì mà tủ lạnh hết này. Bây giờ cơ bản là về ánh sáng để mà sinh hoạt thì có rồi. Có thôi chứ chưa đủ hay là chưa quá là thoải mái đâu. Thì mo nhá. Ở đây có một bơ mà có tùa. Đấy. Một phần như là ở xí là xả mạ. Khi. À, dạ dạ. Nên ở hoa lửa mà nên khi. Đấy. Cho nên mà chỉ phụ mì nhỏ mua xí á. Bông luôn thì mà chỉ dường chỉ tao lơ. Bông mà ở chỗ tao lửa. Khả chốt chế cho rông. Đó. Thì một lần nữa là chân thành cảm ơn hai chị đã hỗ trợ anh em mình trong cái video ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn Vân rất là nhiều đồng hành với anh em mình. Bây giờ thì sẽ dành cho Mo để gửi lời cảm ơn tới các chị. Nào, Mo. Thảo sát sinh. Nhìn vào đây nhé. Cảm ơn chị Linh là... Chị Linh, Linh với chị Ngân. Đây là... Cảm ơn chị... Em cảm ơn... Em cảm ơn chị... Linh. Chị Linh. À không ạ. Chị Ngân. Chị Ngân. Với chị Uyên. Cảm ơn chị Uyên. Uyên với chị Ngân. Với chị Ngân nhá. Đã tặng mình cái gì nhỉ? Cho chị là cho dạo là cho điện cho em. Cảm ơn chị. Rồi. Tức nghĩa là em Mo cũng vừa mới gửi cho quà Tam Giác Mạch những cái lời cảm ơn tới hai chị đã hỗ trợ cho gia đình những cái món quà rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là lớn. Đấy. Nào, đưa mic cho bà để bà nói một lời cảm ơn xem nào. Bà cảm thấy thế nào khi có cái đèn? Em thử phỏng vấn bà xem nào Vân. Đấy. Cho tay thả cho xanh, thả lớn mong cho tao. Cho xanh từ tu cho xanh từ nề lâu. À, từ bút từ bò mà từ bò hay mà cho xanh từ nề lâu á. Nhưng nó tính cho bút cho bò, bút cho bò tay mà cho bò cho bò hay mà sát sinh à. Thấy có cái đèn bà cảm thấy thế nào, thế nào? Sát sinh à. Thế là mua lúc tỉnh là nó cái bộ kết luôn là bộ. Mua lúc tỉnh như bộ kết luôn, bây giờ mà mau sẽ mò. Chỉ mau sẽ chỉ chẳng nhiều chút chứ.
có vui không mà đấy? À, dù ôi nhập khó ra cho là chuyện suốt tung chứ tôi giống chia giống chia à? Giống chia là mà, giống chia là mà sao sinh từ tu, sao sinh từ nẻ lao à? Ừ. Ôi mà chỉ là ăn tao. Ừ, ôi mà chỉ là ăn tao, từ tu mà. Ừ. Bao ta mà giờ bao từ tu bao lâu được bỏ mà, ơ sao sinh từ tu là? Ờ, ôi đi, mua là mình là, đây chán vào. Dạ. Có cả thả lô cho chị khán giả nó bao rồi. Thế là bà với lại chị Mo cũng đã gửi lời cả ơn tớ là các nhà hậu tâm đã giúp đỡ cho tạ cho chị Mo với lại bà một cái điện năng lượng mặt trời với lại tiền mua gạo với lại mua má muốn các thứ. Cũng bà với lại chị Mo cũng đã gửi lời cảm tớ các nhà hậu tâm và các bạn rất nhiều. Rồi hôm nay thì cháu Hiệp đang bị đau cổ nên mọi người thông cảm đấy. Anh em mình đã trao tất cả các món quà đến rồi. Thì hôm nọ thì sau những cái video lên đấy thì cũng có nhận được những cái góp ý, những cái lời động viên, những cái sự chia sẻ đối với ba bà cháu. Thật sự là một gia đình ba thế hệ, tuy nhiên thì sống trong một cái điều kiện phải nói là thiếu thốn hết mực luôn. Chỉ có ăn mèn mén với rau xanh hàng ngày thôi, đèn điện thắp sáng không có, chỉ có mỗi một cái đèn dầu thôi. Do vậy là những cái thiếu thốn của ba bà cháu thì đã được hỗ trợ bởi chị Ngân cũng như là chị Uyên. Thì qua đây một lần nữa xin chúc tất cả khán giả xem video thật sự là có những cái trải nghiệm và có những cái nhìn về vùng cao. Nó được đầy đủ hơn. Và hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ dành tình cảm yêu thương cho những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên Tam Nóng Mạch nói chung cũng như là ở các kênh khác nữa. Đấy. Bây giờ thì anh em mình xin phép dừng cái video này thôi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.